Thưa đại chúng, là chúng ta sẽ nói tiếp cái vấn đề dài dòng mà mình chưa có trình bày hết cho các vị. Chúng ta đi đến phần thứ tư, mình nói về giá trị của văn bản kinh này. Và cái phần đầu mình nói về cái giá trị của học thuật. Thế là cái phần thứ hai, chúng ta sẽ nói về cái giá trị của công trình tu. Đây là phần thứ năm nha. Cái phần này rất là quan trọng. Và cái vấn đề nơi đây nó được chia ra làm mấy nét. Mình chia ra để cho các vị ghi chép cho dễ. Mai mốt có viết luận án tiến sĩ với người ta. Vấn đề đầu của giá trị công trình tu này. Mình viết trên này nhé, cho các vị nhìn cho dễ. Cái này đầu. Đó là người xưa từ Kinh Kim Cang đi vào công phu tu tập. Đây là vấn đề cốt lõi của thiền đốn ngộ. Tại nếu họ không liễu đạt được kinh văn thì không có khả năng làm thầy làm tổ thiên hạ. Liễu đạt kinh văn chỉ cần một câu thôi, đủ làm ăn. Ví dụ, các vị biết là lục tổ vị năng chỉ ngộ có câu chứ mấy, thế là làm lục tổ. Trong khi đó mình học cả một quyển kinh mà không có liễu ngộ câu nào, cái tức cho. Cho nên cho các vị cái điều này nói để cho các vị cảm thấy có một niềm an ủi, nhưng kỳ thực muốn liễu ngộ được một câu kinh gọi là có tuệ, túc tuệ đó, từ trong tiếng Hán rồi, nếu muốn có túc tuệ có hàm nghĩa rằng có khi mình mất cả ngàn kiếp tụng kinh Kim Cang, lời kinh thấm vào từng tế bào và nghiền ngẫm từ tối tới sáng, từ sáng tới tối, lấy kinh làm sinh mạng, lấy kinh làm hơi thở vào ra, thì cái cơ may mình nghe được một câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, mình mới có thể ngộ nghe. Đó là trường hợp túc tuệ lâu đời. Thế nhưng bây giờ mà nếu giao cái chủng nhân tới 1.000 đời sau mới ngộ câu kinh thì dường như lâu quá. Cho nên thôi mình đi đường tắt. Cái đường này thì chúng ta có thể đi được. Mà chi? Ai đã từng đi ngang qua trường lớp Phật học và có công phu đọc học nghiên cứu hành trì thì có khả năng từ nền tảng kinh văn mình đã học thâm nhập vô cái câu kinh này để có thể liễu đạt được tâm. Ví dụ, mình nói nó lục tổ huệ năng đi, lục tổ ông ngộ được một cái câu thôi, đó là câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Và xin thưa đại chúng rằng câu này không riêng gì lục tổ huệ năng ngộ đạo làm tổ, Việt Nam cũng có ông cũng ngộ câu này thành đổ nghe. Ai? Đừng nói thầy Phước Tịnh nha. Thưa các vị, Điều Ngữ Giác Hoàng Trần Nhân Tông ngộ câu này là đệ nhất tổ của dòng thiền Trúc Lâm. Một câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm thôi. Thế nhưng mà để có thể ngộ được một câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, Điều Ngữ Giác Hoàng phải mất tới ba đời. Đời Trần Thái Tông thừa hưởng tinh thần Phật học truyền lại cho Trần Thánh Tông. Trần Thánh Tông cũng là vị thiền sư cộng với rất là nhiều vị thiền sư đương thời, trong đó có Tuệ Trung Thượng Sĩ và các bậc long tượng trong đất Thăng Long ngày xưa ung đúc nên một cái con người, đó là Điều Ngữ Giác Hoàng Trần Nhân Tông. Thế thì gần nhất ba đời. Thế là mình khai thác lại đoạn này để cho quý vị lưu ý. Để có được khả năng liễu ngộ một câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, gần nhất Điều Ngữ Giác Hoàng đã được nuôi ba thế hệ. Đó gọi là có túc
tuệ nghe, tức là tuệ căn gieo trồng từ lâu đời cho nên có khả năng ngộ được câu này. Thứ hai, con đường tắt của chúng ta là chi? Từ nền tảng học Phật của thế hệ tăng ni trẻ hiện tại, chúng ta có quyền thăm dò vào câu này với năng lực mình đọc đủ rộng từ nền tảng văn học Nikaya, đi ngang qua những văn bản Bát Nhã tu tập, để rồi mình đến giới thiền đấu ngộ thì mình liễu đạt được điều này. Con đường thứ hai này, thưa các vị, nếu có một cái nhân duyên rất thù thắng, nếu có một nhân duyên rất thù thắng, mình có cơ may được một số các vị giáo thọ họ sâu lại thành một đường chỉ đỏ đi ngang qua giúp cho mình, thì mình dễ thâm nhập vô. Đó là cái cách mà chúng ta học tắt nhất. Thế là mình gợi ý ra đây để cho các vị đi vào văn bản của Kinh A Hàm, đi đến cái nền tảng của Kinh Đại Thừa, đến với Thiền Đốn Ngộ để thấy cái chỗ ngộ của Ngài Lục Tổ. Chúng ta đang nói về người xưa từ kinh này đi vào cũng vô tu nghe. Mình dẫn ra đây một bài kinh từ Kinh Văn Nikaya. Và chúng ta đi ngang vô cái bài kinh Bát Nhã tinh yếu mà mình vừa chia sẻ với nhau buổi sáng, rồi nói đến cái sự thể ngộ của Ngài Lục Tổ Huệ Năng, thì ta phải nghiệm ra cái con đường đó chảy một mạch như dòng máu vẫn còn đỏ. Cái điều này thì Đốn Ngộ tự hào rằng dòng máu Tào Khê tới hôm nay vẫn còn đỏ thắm, trải qua thế hệ này thế hệ kia, từ thế kỷ thứ 7 tới hôm nay là thế kỷ 21 rồi, nhưng cái chất giác ngộ của các bậc thiền tổ dường như không bị nhòa, không bị phai, không bị tha tạp. Và từ điều này chúng ta thăm dò ngược lại, các vị biết rằng ưng vô sở trụ sanh kỳ tâm, có hàm nghĩa rằng là không dính với sắc để sinh khởi tâm, không dính với thinh hương vị xúc pháp để sinh tâm. Ngay cái chỗ không dính ấy, tâm chiếu sáng hiện tiền vô niệm nhận biết, an trú ngay nơi trạng thái này, gọi là người khéo an trú tâm và học thuộc tâm. Dễ hiểu chưa? Rồi mình hỏi nhau là thế nào không trụ sắc sinh tâm, không trụ thinh hương vị xúc pháp sinh tâm? Nơi lớn đó. Ví dụ này dễ hiểu hơn nha. Nhìn vào một người, điều gì nó phát sinh? Thứ nhất, đây là nam hay nữ? Ốm hay mập? Cao hay thấp? Đẹp hay xấu? Người Việt hay người Mỹ? Đây là cái tầng trụ sắc sinh tâm cạn thôi, chưa nói gì cả. Tức là cái tâm phân biệt của chúng ta nó rất là nhạy, cho nên nhìn là tự nhiên phân biệt. Và từ cái phân biệt như vậy nó sinh khởi ra cái chi? Một tràng dài dây mơ rễ má phiền não bất an và tất cả nỗi niềm sầu khổ của đời người cho tới già không gỡ được, là từ một niềm ban đầu sinh khởi ngay. Ví dụ mình nhìn bình thường có thấy gì đâu, thế nhưng mà cái cậu con trai vừa mới lớn nó nhìn cái tim nó rất là hoài mất, thì chuyện gì phát sinh? Sinh tâm. Từ sắc sinh tâm là nó hình thành cái con đường kéo dài như vậy. Và bao giờ thì nó dừng? Bao giờ nó dừng? Nó không dừng. Ví dụ như nhìn rồi sinh tâm thì nó bắt đầu nó nghĩ bằng muôn vàn cách để chinh phục người kia, để chiếm hữu người kia. Và con đường đến với nhà anh thì nó gần như một con đường đến trái tim của con người, có khi nó vòng quanh nó xa vời vợi, thế nhưng mà nó đủ kiên nhẫn. Càng đắng cay nó càng kích thích cái sự kiên nhẫn đeo đuổi của nó, và tới chừng nó lượm được con người ta về những gì bất tình. Cũng cái mặt đó hồi xưa chết lên chết xuống, giờ nhìn cái mặt đó sao thấy chán. Thượng Đế ơi, con trả lại Ngài, con chịu không nổi rồi. Thưa các vị, khi nhìn sinh tâm đã khổ rồi, khi chiếm hữu về, nỗi khổ nó đã chồng lên gấp hai, mà nó dừng chưa? Chưa nghe. Nó chồng lên nhiều cho tới lúc già vẫn chưa vơi cái nỗi khổ, niềm đau của đời sống trần thế. Ví dụ như các vị không cần hỏi người tu biết gì chuyện này đâu, hỏi các Phật tử, họ nói cho nghe. Già thì cứ già, nhưng mà nỗi lo âu nó vẫn chịu nặng. Thậm chí
gần đi vô hòm rồi nhưng mà cái nỗi niềm trần thế nó vẫn còn đè rất nặng ở tâm thức. Thế thì thưa các vị, chỉ cần một niệm sinh tâm là vô ba cõi sáu đường. Thế thì trụ sắc sinh tâm nó sinh ra cái tình trạng như vậy. Trụ thinh, hương, vị, xúc, pháp, sinh tâm đều y vậy. Có khi người ta không cần nhìn mặt nó nghe tiếng thôi. Họ đã chết mê, chết mệt, chìm ngập ở trong cái phiền não khổ đau. Và do vậy cho nên không trụ sắc sinh tâm, không trụ thinh, hương, vị, xúc, pháp, sinh tâm. Thì cái vế thứ hai của nó là chi? Giống như chúng ta mà không sinh tâm với chúng ta là đời. Chúng ta ngủ quên, chúng ta gật đầu về, gật đầu tới, gật đầu lui. Là vô trạng thái, vô ký. Tâm lực đứng là đời. Hình hài ở đây mà thần trí là đi chơi. Đây là trường hợp thứ hai. Thưa các vị, sai với chánh pháp, không đúng với cách hàng phục tâm, hàng phục tâm. Người xưa họ hiểu được điều này, cho nên không dính sắc mà cũng không dính tất cả cái không sắc. Hàm nghĩa rằng hai đầu đều không dính, cái có và cái không không dính. Cái có, cái không, vật lý không dính thì nó dễ. Thế nhưng mà có cái không của tâm thức thì nó là một sự thông tuệ vô cùng để có thể nhận ra nghe. Tại sao? Khi tâm thức bời bời nghĩ suy lo âu phiền muộn thì cái có. Khi tâm thức nó không có trạng thái nghĩ suy lo âu phiền muộn, nó ở trong một cái dạng trống lỏng, thì ta lại chìm vô tình trạng là tôi mất tôi rồi, tôi không có gì ư. Lâm vô tình trạng thế này cho nên người ta không trụ sắc sinh tâm, hương vị xúc pháp sinh tâm. Và cái chỗ vô sở trụ đó phải có cái chi? Phải có cái tâm nhận biết tỏ tường, cho nên không có chỗ trụ mà sinh tâm là như vậy. Thế rồi mình dùng một cái ví dụ thứ hai hình ảnh hơn, các vị nhìn ra. Ví dụ lớp học nó ồn quá, tôi làm một việc là lớp học nó yên. Và trong cái quãng yên, ví dụ như đây là tiếng gõ 3 tiếng, học trò nó yên vắng, nó có một quãng lặng thế này không có tiếng nào hết. Một lát cái học trò nó ồn ào, tôi lại gõ 3 tiếng nữa, thì quãng này đó là có tiếng ồn, có sắc, có tinh, hương, có vị. Cái quãng này thì không sắc, không tinh, không hương, không vị, phải không? Không có tiếng nói ồn ào, cái trạng thái trống vắng lặng lẽ. Thế nhưng mà nếu sự trống vắng lặng lẽ của tâm mà nó không có ánh sáng của tâm nhận biết thì nó lạc vô tình trạng vô ký, lạc vô cái tình trạng hoang không, lạc vô tình trạng không có chi. Như hư không này không có một cái thứ chi cả nhưng mà không có ánh sáng. Do vậy ta tin tưởng một chút thì ta nhận ra rằng cái lúc tâm ta không dính sắc tinh hương vị xúc, nhưng mà tâm ta nó vẫn tràn đầy cái năng lượng đang nhận biết tỏ tường, đang chiếu sáng, thì gọi là không trụ sắc sinh hương vị xúc pháp, mà ngay cái chỗ vô trụ có mặt tâm nhận biết. Dịch như vậy thì quá dễ hiểu. Thế nên quy chiếu ngược lại để các vị thấy rằng lịch đại tổ sư họ tu dễ không à, chẳng qua như mình đâu nghe. Thế nào là tu dễ không? Từ nền tảng kinh Nikaya, Đức Phật dạy từng lời chắc thực. Và nên nhớ rằng lịch đại tổ sư khai phương tiện pháp tùy theo căn cơ và văn hóa từng vùng, từng quốc gia. Thế nhưng Phật là tam giới tôn, cho nên pháp của Ngài dạy nó bao hàm rằng trùm hành tinh này. Quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng vậy, tương lai 3.000 năm sau cũng vậy. Thế cho nên căn cứ vào lời giải Đức Phật thì đừng nói rằng là lịch đại tổ sư có những ngôn ngữ là siêu Phật biệt tổ. Ông nói cho vui thế thôi nhưng mà tôi thách á. Ông tổ nào à? Siêu Phật? Không, đều đệ tử Phật cả. Cho nên chúng ta phân về đầu nguồn để hiểu rằng là lời Phật ngày xưa dạy vô cùng đơn giản, để đi vô cái chỗ ưng vô sở trụ này nó còn dễ hơn là lời của tổ nữa. Thế nào ưng vô sở trụ của Phật dạy dễ hơn? Phật dạy rằng vị tỳ kheo khi đi biết mình đang đi, khi ngồi biết mình đang ngồi, khi đứng biết mình đang đứng, khi co, khi duỗi, khi ăn, khi dở, khi bước, khi đạp. Tôi có thể kể một dọc rất là dài để các vị thấy rằng cái chữ quan trọng nhất để đi vô pháp hành trì là một chữ thôi nghe, chữ biết thôi. Thế là các vị có biết hiện tại chúng ta có ngồi đây, chúng ta có biết không vậy?
Trừ một trường hợp là ông thầy Phước Tịnh ông nói dài dòng cái chuyện này ai chẳng biết, chán vô cùng, thì trong đây tâm thức các vị nó đang phản đối, nó đang rầm rì, nó đang nguyền rủa, thì lúc đó là các vị đang phản kháng cái trạng thái nhận biết vô niệm không có mặt. Thế nhưng các vị lắng nghe lời tôi đi ngang qua, các vị cảm thấy những điều đó nó rớt vào tâm thức có thể ứng dụng được, thì các vị không có sự phản đối trong đây, tức là trong tâm ta vắng bạc những ngôn ngữ thì thầm phản ứng, thì các vị lắng nghe nhưng không dính với lời. Thứ hai, tâm rạng ngời, chiếu sáng, nó không có phiền não, bất an thì sinh khởi, không có bực mình, khó chịu gì cả. Điều thứ ba, cái ánh sáng nhận biết nó luôn chiếu sáng tâm của các vị. Thế thì thưa đại chúng, đây được gọi là ưng vô sở trụ sanh vị tâm đây. Không trụ sắc sinh tâm, trụ thinh hương vị xuất pháp sinh tâm. Ngay cái chỗ hiển tiền nhận biết này, ta đang thắp sáng cái năng lực nhận biết có mặt hiện giờ. Và khi các vị làm điều này, hàng nghĩa rằng ta đang làm gì? Đang trú trong trạng thái vô niệm của tâm. Trạng thái vô niệm này, nó phi thời gian, nó không có không gian. Khi buồn, khi vui thì tâm ta có quãng không gian nhất định, có chỗ trụ nhất định, có hình bóng nhất định, có trạng thái buồn vui nhất định. Nhưng mà khi tâm các vị, nó không có trụ đâu cả. Nó đang là sự nhận biết chiếu sáng hiện tiền, thì các vị nói cho tôi nghe, tâm các vị nó bao lớn? Vô biên nha. Nên nhớ rằng khi tâm ta buồn vui thì dường như tâm ta đang ở trong đây, cho nên nó ngột ngạt, nó thổn thức, nó bất an, nó làm cho tim ta đập liên hồi. Thế nhưng mà niềm vui có mặt thì các vị thấy dường như thân các vị nó lớn hơn cái hình này vô cùng. Cho nên khi người ta có niềm vui, người ta có một khuynh hướng rằng là la làng cho thiên hạ biết rồi tôi đang vui. Có vậy không? Có. Đệ tử Phật ngày xưa đã như vậy mà. Một hôm ngồi thiền nói ôi hạnh phúc thay. Và chư thì kheo mắt nói bạch Thế Tôn, cái anh chàng này anh nhớ lại cái thở anh còn làm quan, cho nên giờ tiếc nuối anh la hạnh phúc như vậy. Thế Tôn nói gọi lên đây ta hỏi. Nói giờ bạch Thế Tôn, con nhớ rằng ngày xưa con vô cùng khó khăn, đi đâu cũng bị quân hầu nó canh chừng, nó dòm ngó, bất an vô cùng. Con bây giờ cũng sống đời sống một tỳ kheo, nơi nào cũng là nhà của con, gốc cây am vắng, bờ sông triền núi, nơi tha ma bộ địa gì con ngồi nơi nào con cũng tràn đầy hỷ lạc, lòng con nó tràn đầy niềm hỷ lạc, cho nên con la như vậy thôi. Thế thì các vị hình dung rằng là khi tâm ta không dính sắc thinh hương vị xúc mà nó an trú được ngay trạng thái đang quan sát rỗng lặng vô niệm thì hạnh phúc liền có mặt nghe. Và cái chữ này rất là quan trọng mà. Nhận biết vô niệm. Ví dụ, tôi nhìn quý ni sư bằng một cái nhìn trống rỗng trong đây, không có phê bình, không có phán xét. Tôi nhận biết tỏ tường từng vị tôn túc ni nơi đây thì gọi là nhận biết vô niệm. Thế thì tôi nhìn bằng cái nhìn phân biệt, bằng cái nhìn người thân kẻ không thân, bằng cái nhìn đây là quý ni sư bắt tông, đây là quý ni sư của truyền thống khất sĩ, và đây là người mặc áo lam, đây là người mặc áo đà, thì trong đây nó đã có tiếng nói thì thầm rồi. Nhưng mà tiếng nói thì thầm này nó còn chưa đưa đến phiền não. Thế rồi tiếng nói thì thầm nào đưa đến phiền não? Ai đã từng gây hấn với tôi trong quá khứ 10 năm về trước, bữa nay gặp mặt là trong đây nó lùng bùng khó chịu, đã không ưa nhau 10 năm trước, trốn rồi bữa nay gặp nữa. Có khi nào ta nói vậy không? Có nghe. Khi phát ngôn như vậy thì cái người kia chưa chắc là khổ. Mà ai khổ vậy? Ta khổ. Chùa ăn lạc thì rộng mênh mông, mà đi ra đi vô cái gặp đã không ưa mà cứ gặp hoài. Thế thì thưa đại chúng, nhận biết vô niệm nó hàm nghĩa rằng tôi quan sát mọi người, tâm tôi nó chiếu sáng, nó tỉnh tại, nó an tường, nó không có bị lờ đờ buồn ngủ, không để thần trí chạy đi chơi. Nhận biết tỏ tường, nhưng mà trong đây nó phấn bạc lời phê bình phán xét, không nói rầm rì, thì ngay tức khắc các vị đã có được cái trạng thái của sự hỷ lạc nhất định. Và xin lặp lại, niềm vui nó lại tương ứng với pháp thiện, niềm vui lại tương ứng với pháp niết bàn,
Tuy nhiên niềm vui được làm bằng cái nền của thiện pháp thì nó tương ứng với pháp niết bàn nha. Có những loại niềm vui mình chửi tăng câu cũng vui vậy, nhưng mà nó là ác pháp, làm khổ người khổ mình, cho nên nó tương đương, nó tương ứng với pháp ác, nó đi vào cảnh giới xấu, cho nên nên nhớ. Và niềm vui nó càng tinh tế bao nhiêu thì tâm thức cao vị càng rộng mênh mông bấy nhiêu. Do vậy cho nên khi chúng ta trú được tâm trong trạng thái nhận biết vô niệm thì tâm cao vị tương ứng với pháp giới thân của Đức A Di Đà. Tại vì bản chất của cái năng lực tâm nhận biết đó, nó đích thực là thể văn nhã, đích thực là trí tuệ, đích thực là cái con người không sinh không diệt của ta. Thiền tông gọi nó là bản lai vô nhất vật, gọi nó là tự tánh Di Đà, gọi nó là mặt mũi thực, vân vân. Nếu ta hiểu điều này, các vị đọc ngàn kinh muôn sách, các vị quy chiếu về một điều này, các vị thể nghiệm ra cái gì đang có mặt ở đây thì đi vào con đường tu tập rất là dễ. Thế là chúng ta đi vào kinh văn của Phật dạy trong bất cứ Phật dạy rằng này Xá Lợi Phất, có một pháp môn không cần học hành, không cần tư duy, không cần tranh luận, không cần khẩu hạnh, không cần khởi niềm tin gì cả. Pháp vô ấy trực tiếp đưa ông vào niết bàn, ông có biết hay không? Xá Lợi Phất nói, bạch Thế Tôn, con sinh ra từ Thế Tôn, pháp nào Thế Tôn dạy cũng biết. Ngài chưa dạy, ngài hỏi kiểu đó, con đâu biết. Thế Tôn nói, này, ta nói cho ông nghe, cái này mình diễn dịch theo ngôn ngữ mình, nghe kinh văn thì không có như vậy. Này, ta nói cho ông nghe. Khi buồn, biết buồn, khi vui, biết vui, khi lo âu, khi phiền muộn, biết lo âu, biết phiền muộn. Khi không có buồn vui, hờn giận, bất an, tham sân si, cũng biết tâm ta không có buồn vui, hờn giận, bất an. Cái này cần niềm tin không? Được không? Cái này có cần khổ hạnh không? Được không? Cái này có cần cãi với nhau cho ra lẽ mới có được cái điều này không? Cũng không. Cái này có cần phải qua tháng năm dài xa xôi học hết kinh hết sách mới nhận ra điều này không? Dạ không. Tại vì ngay bây giờ, ngay tới đây, cái buồn, cái vui, cái lo âu, cái phiền muộn, cái bất an vừa có trong con thì con nhìn được nó, con biết nó đang có trong con thì con đâu cần học gì đâu. Cái này là cái tự có nơi con hàng lâu rồi. Thế nhưng mà con cứ quên, bây giờ thì nhờ Phật dạy cho nên con biết rằng cái năng lực này có khả năng đoạn trừ phiền não, diệt sạch khổ ưu, ngay hiện thời chứng nghiệm thánh trí, thành tựu niết bàn. Thế thì các vị hình dung rằng pháp môn này, các vị có cần học 1000 quyển kinh để có thể hiểu ngộ không? Một bài kinh rất ngắn trong Tương Ương Bộ có cái chủ đề là có pháp môn nào, các vị đọc lại, học thuộc lòng bài này để thấy. Rồi trở lại cái pháp tu chúng ta để thăm dò con đường người xưa họ thăm dò vô được, họ làm tổ đó nghe. Mình thăm dò vô được, bây giờ thì không có y đâu làm tổ. Ok đó. Để làm cho mình hết truyền não khổ đau, tu cho nó có hợp chắc thôi. Các vị nhìn lại để nhận ra cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận của ta trong đây, thần linh có thấy không ạ? Không. Thầy ta thấy không? Không. Bạn bè pháp hữu, cho dù kề cận bên các vị không rời, cũng không thể nhìn ra được cái buồn nó có trong tôi, cái giận nó có trong tôi, cái sự hầm hầm bực mình nó có trong tôi. Không ai biết bằng chính ta. Ta có quyền nhìn tỏ tường nói nghe. Thế thì các vị nhìn ra đây là cái buồn, thì các vị nói chi? Tôi đang buồn. Đúng hay sai? Thường ta nói vậy, ta nói vậy là sai rồi. Cái buồn là một trạng thái và cảm xúc đang có trong tôi, nhưng mà tôi đang biết cái buồn có trong tôi, phải không? Cái buồn nó đến và nó đi, cái vui nó cũng đến rồi nó đi, lo âu phiền muộn nó cũng đến và nó đi. Nó đã từng như vậy nhiều chục năm đi qua, chứ không phải mới đi đâu. Ai sống tới 70 thì các vị biết rằng là ta đã từng như vậy 70 năm rồi, từng đồng nhất ta vào buồn và vui và hờn và giận 70 năm rồi. Thế là bây giờ chỉ cần một bài kinh có pháp môn nào Phật dạy thôi. Này Xá Lợi Phất, ông hãy nhìn đây là buồn, đây là vui, đây là tham, đây là sân, đây là si. Và khi nhìn được nó, cái điều vô cùng hẳn nhiên và cái điều này ai cũng biết rằng khi tôi nhìn các vị thì các vị là người bên ngoài, còn tôi là người đang nhìn.
là đối tượng bị nhìn. Nói cách khác, theo tinh thần Kinh Lăng Nghiêm, các vị là những người khách chạy quanh quanh nhà này. Tôi là ông chủ nhà, tôi đang nhìn thấy khách đi tới đi lui. Cũng vậy, cái tâm quan sát của các vị, cái tâm nhận biết của các vị thì nó thấy từng đợt của buồn vui đi ngang qua, từng đợt ưu tư phiền não đi ngang qua. Nó đến rồi nó đi, rồi cái vui đến rồi đi. Thế nhưng mà con người quan sát thì vẫn còn ở lại chứ có đi đâu. Có điều xưa giờ mình quên ngang, mình nghĩ mình là nỗi buồn, mình là niềm vui. Cho nên nó đến thì mình thấy mình buồn, nó đi, mình thấy mình hụt hẫng. Mình thấy mình là niềm vui, tức là mình luôn đồng nhất mình vào mọi cảm thọ. Bây giờ thì chỉ cần chúng ta làm được một điều, đi vào ưng vô sở trụ này, có hàm nghĩa rằng là ngay lúc buồn vui hờn dẫn đến, ta vui lòng nhìn nó như bản chất của nó, không tô màu thêm, không làm gì thêm cả, chẳng cần đoạn trừ, chẳng cần dẹp sạch. Cái giận nó đến, chẳng cần đi uống nước đá gì cho nó mát hết. Các vị chỉ cần làm một việc đơn giản là nhìn cái giận, thì cái giận là đối tượng bị nhìn. Ta là ai? Ta là tâm quan sát, chiếu sáng, nhìn thấy nó. Ta nhìn thấy nó thì nó là cái bên ngoài ta. Tùy vào mức độ dụng công, nếu chúng ta có công phu lâu dài, tức là an trú được trong cái trạng thái tâm quan sát thế này, thì cái buồn, cái giận, cái lo âu, cái sầu thảm, cái bất an, cái tuyệt vọng, cái thất vọng hay là thất tình chi thôi các vị, nó cũng theo với quy luật là nó biến mất hư vô. Tại sao? Nó là người khách. Không có người khách nào, chủ nhà ông nhìn nó mà nó dám hiên ngang xong ngôi nhà. Trừ khi anh chủ nhà ông đang câu cổ, anh vô đây tôi nhường nhà cho anh ở, tôi nấu cơm cho anh ăn, tôi phục vụ anh hết lòng, thì lúc đó cái tên báo vờ nó mới thành chủ và chúng ta trở thành người khách. Ở trường hợp này đã xảy ra 50 năm, 30 năm rồi. Nó luôn đến là ta thấy ta là nó. Phải không? Ta quên một điều rằng nó thì đến và đi, sinh và diệt. Nó mất, nó còn, nó là khách vãng lai, nó là khách trần, nó là phiền não. Của ta là ông chủ, là cái tâm quan sát. Nói cái tâm quan sát thì nghe dường như là nó không có mấy hứng thú, nhưng nói đích thực là Phật của các vị, Như Lai của các vị, tự tánh Di Đà của các vị, là chân tâm thường trụ của các vị. Mình cứ tưởng tu tày di tóc vẫy cạo tóc bao nhiêu lần rác đầu gần chết mới tu được cái chân tâm thường trụ, nhưng mà đâu, nó là cái có sẵn. Mười phương chư Như Lai có mặt khai triển đến kinh văn đại thừa, các ngài đều nói việc là không có hai thừa và ba thừa gì cả, chỉ có một Phật thừa thôi. Phật thừa là cái chi? Khai triển rằng ngay nền này, tứ đại này, ngay nơi năm quẩn này, có cái chất bát nhã, có vị Phật đang ẩn giấu nơi đây. Vị Phật đó không cần anh chẻ xương, nghiền từng tế bào, hút hết máu, mà các vị đứng đi nói cười ngồi nằm hiên ngang bình ổn giữa trần đời này. Nhưng các vị chỉ làm một việc, đó là nhận ra cái tâm đang quan sát nó đích thực là Phật của các vị. Từ điều này chúng ta trở lại một lần nữa kinh văn A Hàm, thì các vị nhận ra là lời Phật dạy vô cùng dễ vô nghe. Phật nói rằng đi là chuyện của thân, ngồi đứng nói cười chuyện của thân, buồn vui hờn giận bất an là chuyện của xúc cảm, nghĩ suy bồng bềnh ký ức các vị cuồn cuộn tràn về là chuyện của tưởng, của hành, của thức, của thọ, chứ không phải là các vị. Các vị là người quan sát năm uẩn. Mà người nào, vị tỳ kheo nào, vị tỳ kheo ni nào ngồi để chánh niệm trước mặt và nhận biết tỏ tường từng hơi thở vào ra từ cái nền tảng ban đầu thế này, các vị đi vô thì các vị sẽ nhận ra điều dần dần là mọi thứ phiền não, mọi thứ ưu tư, mọi thứ lo lắng, mọi thứ sầu khổ bất an, thậm chí ký ức đau buồn chất một kho cũng tan biến mất hư vô nghe. Thế thì thưa đại chúng, nếu ta chưa từng có nhân duyên làm gieo cái chủng nhân Phật pháp lâu đời, thì ngay một đời này các vị đọc vào kinh văn Nikaya Phật dạy từng bài kinh thực tập như bài kinh niệm xứ hoặc bài kinh
xuất tức nhập tức niệm. Và trong nền tảng văn học A Hàm, thưa các vị, chúng ta đọc những bài kinh đi vào sự thực tập thì các vị thấy Đức Thế Tôn vận dụng cái điều căn bản cho chúng ta hành trì, đó là đầu tiên hãy đi vô bằng niệm thân trước. Trước khi niệm thân, đó là niệm hơi thở vào ra. Ta tưởng chừng như cái chuyện này dành cho người sơ cơ tu, nhưng không. Bậc đại thông tuệ, đầy trí tuệ như Xá Lợi Phất được gọi là mẫn tuệ, tiệp tuệ, quảng tuệ, đại trí, mẫn trí vân vân, thưa các vị, cũng đi vào pháp hành trì này. Tại sao? Tại vì khi anh nhìn được hơi thở đi vào đi ra tỏ tường thì anh đã làm được việc rằng nhìn được cái vô hình đang sinh đang diệt trong đây. Hơi thở nó vốn không có hình sắc, không có mùi vị, không nắm bắt được. Anh nhìn được nó thì anh nhìn được từng cái buồn vui đến đi sinh diệt. Nhìn được từng cái buồn vui lo âu phiền muộn thì nhìn được cái chi? Mọi phiền não ta vô cùng lo sợ đó nó rất sạch, tan biến như hư vô. Các vị nhìn được mọi phiền não của các vị, mọi xúc cảm các vị tan biến rồi, các vị nhìn được cái dòng ý thức này nó cũng tan biến theo. Dòng ý thức này nó làm thành cái chi? Làm thành chấp trước, làm thành bản ngã, làm thành ký ức, làm thành cái con người tự hào là tôi, là ta đây. Không có niềm tự hào, kiêu hạn ngạo nào, không có nỗi buồn, bất hạnh nào, không đặt trên cái nền tảng của bản ngã cả. Tôi không có cái bản ngã. Làm gì có chuyện xúc phạm thôi. Anh xúc phạm cái hình hài tứ đại này, hay là anh xúc phạm những cái xúc cảm buồn vui này? Xúc cảm buồn vui thì nó tuồn tuồn đi ngang qua, nó đâu có đầu lại đâu mà bảo rằng anh xúc phạm đến bản ngã của tôi bằng cái cách đụng chạm vào nỗi buồn niềm vui của tôi. Trường hợp thứ hai xảy ra là, thưa các vị, có thể ta tu chưa có thông tuệ lắm cho nên người ta chọc mình còn giận. Thế nhưng mà ngay tức khắc, nếu người có học pháp, có tu thì họ làm một việc thông minh không? Là sao? Cái giận nó đang bừng bừng lên, họ lùi lại. Nói lui chứ đâu có cần lui đâu nghe. Lui tâm lại, đừng đồng nhất vào cái giận. Thì các vị liền là người quan sát cái giận, thì tức khắc cái giận trở thành người khách vãng lai, thành cái kẻ bấp vơ ngoài đường, nó chạy tới chạy lui, thành cái tên hôn lát đường phố, không phải là chủ nhà bao giờ. Thế thì nói rằng tôi giận. Sai. Không có chuyện giận. Cái giận là một cảm xúc có thể khởi lên, nhưng mà ta luôn là người đang quan sát cái giận. Thì thưa đại chúng, từ nền tảng Nikaya đi vô những bài kinh để học, và chẳng cần phải vận dụng trí tuệ quán chiếu gì nhiều cả, chỉ cần các vị trú trong một pháp hành trì như thế này để gieo được tuệ căn sâu dày, để các vị có thể đọc một câu ứng vô sẽ trụ như sanh kỳ tâm, các vị liền liễu đạt được câu kinh và trở thành người an nhiên, tĩnh tại, đầy hỷ lạc giữa cuộc đời này. Một trong những điều mà người tu chúng ta vụng về đó là mình tu mà mặt mình đằng đằng sát khí là sai. Mình tu mà mặt mình wow cũng sai. Mình tu mà mặt mình sao nó vô cùng khó khăn cũng sai. Phải bỏ hết mọi thứ. Và không có phải là làm cái gì xa vời cả. Anh chỉ cần làm việc quan sát thân này nó đang đứng, đang đi, đang ngồi nào thì đã bước vào con đường thiền tập. Mà không có một pháp nào đi vào con môn tu vô hình, vô tướng, không cầu kỳ, không màu mè, không làm điệu làm dáng gì như pháp thiền nha. Có cần gì đâu. Các vị tu thần linh không biết, không nữa là thiên hạ biết. Thấy như chơi, đụng đà, đụng đỉnh đi tới luôn, chẳng có làm gì cả. Thế nhưng mà vô cùng tinh tấn. Và cái chuyện thành đạt, bỏ được phiền não khổ đau, đó là chuyện xảy ra nơi trí tuệ của các vị, nơi tâm nhận thức của các vị, nơi công phu hành trì của tâm, chứ không phải là cái việc bên ngoài. Thành ra cái sinh hoạt về thời khóa tụng tập vân vân nó rất là cần để làm chi? Điều thứ nhất, duy trì được một sắc thái tôn giáo để làm niềm tin cho Phật tử tín đồ đến với ta họ tu. Điều thứ hai, xây dựng được phước điền vô cùng lớn để hộ pháp điện thần chư thiên gia hộ. Điều thứ ba, cũng làm thành được phước điền vô cùng lớn để hình hài tứ đại này nó ổn định, nó hài hòa, nó an lạc, nó đủ tiền để sống qua ngày, tu với người ta. Điều này nó cần. Nhưng mà cái chuyện
bỏ phiền não, đoạn khổ đau, chấm dứt ưu tư phiền muộn, thành tựu thánh trí, chứng nghiệm niết bàn. Không phải là cái chuyện mình hành với nhau cho nó ra bả rồi mới chứng niết bàn, không có chuyện đó đâu nghe. Các vị làm thế nào liễu đạt được pháp, ứng dụng hành trì trong từng tâm niệm thì thưa các vị ngay tức khắc các vị bỏ được ưu tư phiền muộn bất an. Mình kể câu chuyện nghe vui nghe. Một hôm mình nghe lại những bài giải lâu rồi, cách đây cũng gần 10 năm. Mình có kể lại câu chuyện. Một hôm có một đứa, nó không biết là Phật tử từ bao đời, nó bên Hàn Quốc, nó gọi qua. Cái này mình kể để minh chứng về cái pháp hành trì đó nghe, chứ không phải là mình khoe khoang chi hoặc là làm cái gì ghê gớm. Nó nói thưa thầy, thầy có phải thầy Phước Tịnh không? Nó vâng, tôi thầy Phước Tịnh. Nó nói rằng là thú thật với thầy, con ở bên đây, con tưởng chừng như con nhảy tàu lửa không chết rồi đó. Tại vì con đem tất cả cái trái tim yêu thương của con cống hiến cho một cô gái này bạn, này tiền, này của. Và con nuôi cô nàng từ lúc tập tỉnh Việt Nam vượt biên qua, vượt biên bằng phi cơ nghe, rồi trốn ở lại đó, gọi là vượt biên đi. Con giúp cho cô nàng có thể đứng vững trên đất nước Hàn Quốc và thế dựng cô nàng học thành tài xong đâu đấy và có thể tự mình kiếm sống. Và cô nàng nhìn tới nhìn lui thì dường như con quá xấu và cũng tàn tạ đi rồi, cho nên cô nàng hất ngang con, cái cô nàng kiếm một anh chàng khác có địa vị hơn, lương tiền ổn định hơn, có cửa có nhà hơn và quan trọng là đẹp hơn con. Cái tự nhiên con cảm thấy cuộc đời này không còn gì để sống nữa, con tính tự giận. Sao may mắn không biết thần linh gì xui khiến, cái bữa con nghe pháp và thầy dạy tứ niệm xứ thôi chứ không có chi. Thầy nói rằng có một con đường duy nhất của Thế Tôn dạy cho chúng ta là đoạn trừ phiền não khổ ưu, thành tựu thánh trí, chứng nghiệm niết bàn ngay hiện thời với một hình hài bình thường thế này. Con nói ủa, cái pháp của Đức Phật làm gì có cái chuyện mà ngay hiện thời này đoạn trừ phiền não khổ ưu, mình đang phiền não bời bời thế này mà làm gì pháp môn của Phật có khả năng dạy được. Nghe thử thêm công thầy Phước Tịnh nói cái chuyện quỷ gì trong này mà nghe chừng như là ghê gớm vậy. Thế là nó nghe, không biết thần linh gì nhập, nó nghe nó hiểu được một câu thôi chứ còn mình đâu có tài ba chi. Nó là thầy nói đến cái đoạn là này buồn, này vui, này hận, này giận, này lo lắng bất an chỉ đơn thuần là cảm thọ. Anh không phải là những cảm thọ, anh là người đang quan sát mọi cảm thọ. Dù cảm thọ đó là cảm thọ tuyệt vọng, thất tình, thất vọng, cảm thọ đó nó có thể đưa anh tới chết, nhưng mà anh nên nhớ rằng cảm thọ nào cũng đến mà đi, sinh mà diệt. Có điều tùy cái mức độ đậm và nhạt của nó có thể ở lâu và mau thôi. Anh nhớ anh chưa hề là cảm thọ bao giờ. Anh là con người quan sát được buồn vui, được cảm thọ. Cái con trời nhìn lại coi, đúng ha. Dường như là mình cứ đồng nhất mình vào cái nỗi thất vọng, trong khi thất vọng nó đâu phải là cùng một cường độ như vậy, cùng một nỗi trầm cảm như vậy. Nó có đậm, có nhạt, có lúc nó cũng vơi, có lúc mình cũng còn cười được mà. Thế rồi con đi vào bằng cánh cửa đó, tự nhiên con cười khà ra, cái ý niệm về tự giận tự nhiên tan biến. Và con sống bình an vậy trong một tuần, con hưởng cái niềm vui của một con người, tự nhiên rớt hết mọi cái nặng trĩu như cái viên đá nặng đè lên đầu của con. Cái lúc mà con thất tình, con cứ tưởng rằng cái chân con ở trên và cái đầu con ở xuống ở dưới á thầy. Thế rồi nó tự nhiên nó rời, cái tự nhiên nghe nhẹ như gánh nặng ngàn cân rớt xuống. Sau đó chị con làm bộ tình trạng cũng thất tình với con. Con nói ôi trời, cái chuyện thất tình này chuyện trò chơi, tôi đã từng thất tình nhưng có chết đâu, chị hãy nhìn nó đi rồi nó tan biến. Và chị con thì không có duyên cho nên chứ nếu mày nó khùng thì có, tao tính tự giận này làm gì có chuyện nhìn cho nó tan biến. Và con cứ nói một câu vậy mà chị không nghe, kêu chị nói thôi nghe thử bài pháp thầy Phước Tịnh. Nó cầm bao vờ nó nói mọi đầu nghe với ông thầy, tao nghe. Thưa các vị, nói như thế để các vị hình dung rằng là đôi khi có những duyên mai tình cờ, lúc cái đầu chúng ta nó hé mở vậy, cái chất đóng băng cứng từ bao đời tự nhiên nó rã được chút nghe,
ánh sáng nhé, nó lọt vô thì các vị cảm thấy ôi tuyệt vời làm sao. Chỉ cần ứng dụng một cách Đức Thế Tôn dạy là hãy quan sát hình hài, quan sát cảm thọ. Và từ điều này các vị nhận ra rằng là văn học bát nhã không có gì ngoài cái chuyện là chiếu kiến ngũ uẩn thôi nha. Văn học bát nhã gom lại không có gì ngoài một chữ tri thôi, chữ biết thôi. Anh biết đây là buồn, đây là vui thì anh là người đang biết, đang quan sát. Buồn vui là đối tượng bị biết. Ngay tức khắc đã phân đôi sơn hà rồi, đã vạch đôi vĩ tuyến 17 rồi, không có kẻ nào dám đi qua đi về được đâu, mất công. Bây giờ vĩ tuyến bị mất rồi, nhưng mà đó là bàn môn điếm giữa Hàn Bắc, Hàn Nam Hàn, đó là dùng phi quân sự. Thế cho nên thưa đại chúng, chỉ cần nếu đạt được một câu kinh như người xưa, đi vào công phu hành trì thì thành tựu được cái gì? Lượm cái y làm tổ. Đó là người xưa chúng ta thì chỉ cần liễu đạt một câu. Thì thưa các vị có quyền thách thiên hạ đó. Cái từ bây giờ nó nói rất vui. Cân cả thiên hạ. Tức là nó thách cả thiên hạ. Không làm gì lay động được hắn hết. Này buồn, này giận, này ghét, này thương. Và mình hay có một câu chọc cười rất vui đó là chửi, chửi tôi là chuyện của anh. Nhục mạ tôi là chuyện của anh. Nhưng mà làm cho tôi cảm thấy tổn thương, tôi buồn, tôi bất an, tôi trầm cảm còn là chuyện của tôi nữa chứ. Nếu là một quốc gia có chủ quyền nhất định thì vùng trời của anh, vùng biển của anh, vùng đất của anh, vùng không gian của anh, đố có tên nào dám bén mảng vô, phải không? Hình hài này, ngũ uẩn này, ta có chủ quyền nhất định bằng năng lực tu, luôn quan sát, phòng hộ toàn thân, năng lực tâm các vị luôn nhận diện. Toàn thể cái thân hình các vị đang lay động thì các vị đang an trú luôn pháp hành trì. Đố có một loại phiền não bất an nào có quyền xâm nhiễu đời sống các vị. Chắc như vậy đó. Cái điều này không phải tôi chắc mà Phật nói rất chắc. Đọc vào kinh để nghiệm ra điều này. Đó là mình vừa trình bày người xưa. Họ từ cái cửa ngõ kinh Kim Cang mà đi vô để họ trở thành những vị tổ nghe. Thế rồi mình dẫn theo hai người cận đại. Thưa đại chúng là mình không có biết nhiều lắm về những thiền sư cận đại. Thế nhưng mà các vị đọc từ văn học nước ngoài được dịch ra tiếng Việt, là các vị đọc các vị thầy nổi danh ở trên thế giới này hiện tại, thì các vị nghiệm ra ngay nha. Ví dụ truyền thống Nam truyền tới hôm nay 26 thế kỷ đi ngang qua. Họ tự hào họ là dòng tu vô cùng cổ và vô cùng mới. Tại sao? Thưa đại chúng rằng là mình theo dõi thiền viện Phước Sơn của quý sư Đạo Nguyên Thủy á. Thử coi là những khóa tu mấy ông cụ đó dạy cái chi. Dường như nhiều khóa tu đi ngang qua chưa có văn bản kinh nào khác ngoài kinh niệm xứ. Là kinh niệm xứ. Từ ngày Sayadaw Maharshi ở Miến Điện cho tới các vị thiền sư cận đại như ngài Athanram ở bên Úc. Thưa đại chúng rằng là các ngài hướng dẫn tu tập trên nền tảng thiền niệm xứ. Thế nhưng mà các vị thiền sư Miến còn đặc thù hơn nữa. Có khi các ngài nghĩ rằng hướng dẫn thiền tứ niệm xứ hơn nhiều. Tại vì niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp không cần thiết như vậy, chỉ cần một niệm thân thôi nghe. Một niệm thân thôi nhưng mà họ đã duy trì cái dòng chảy này. Nó làm thành dòng chánh pháp không bị phai, không bị mờ, không bị nhạt cho đến hiện đại. Thế giới Tây Phương như các quốc gia như Anh, như Mỹ vân vân. Nói cái pháp Đại Thừa chúng ta tu tập thì dường như nó còn phiêu diễu trên trời mây. Nhưng mà nói thiền thì họ đều nghĩ một món là thiền niệm xứ thôi. Thậm chí những người quân nhân bị hội chứng về chiến tranh, họ về rồi có khi nó khủng hoảng đến nỗi là nó tự sát. Thế nhưng mà nó thỉnh các vị thiền sư Nam truyền về dạy để cho đi vô thiền tập tứ niệm xứ và cứu vãn được không biết bao nhiêu là những người quân nhân bị hội chứng của chiến tranh. Đó là mình nói một vòng rất là rộng. Thế rồi gom lại gần nhất. Thưa đại chúng là mình ở Lộc Quyển 20 năm.
Mình nghe cụ Lạc Ma giảng pháp trong những khóa tu lớn, khóa tu nhỏ, các vị có thể hình dung rằng có những khóa tu 7.000 người, 30 mấy quốc gia về tham dự. Nghe thử không, cụ giải cái điều gì? Dường như là nền tảng căn bản là niệm thân thôi. Thở và cười ngang đó đủ làm ăn cùng trời cuối đất. Và các vị hình dung rằng có khi trong truyền thống Bắc truyền chúng ta là các ni sư nơi đây 20 tuổi hạ, 30 tuổi hạ, người ta nghĩ rằng mình còn ốm yếu, chưa thể hướng dẫn tu được. Có khi người ta, Phật tử Việt Nam mình nó còn gọi là nó kén chọn vô cùng. Nói các Phật tử đừng trách nghe, nhưng mà dường như tâm thức của các vị nó có một cái sắc thái chung là phải cái ông già già mặc nhiều nếp nhăn như thầy Phước Tịnh nói thì tôi còn tin. Còn các cô trẻ măng mới tu, mặt mày tươi tắn, tôi không tin. Trong khi đó, các em Lộc Nguyễn nó tu chừng khoảng 1 năm thôi, nó ra được hướng dẫn mang Mỹ tu. Nó thưa đại chúng, rõ ràng là cái năng lực hướng dẫn của hắn giỏi hơn ông thầy Phước Tịnh này nhiều. Mình tưởng là mình ngon lắm, nhưng mà nhìn lại thua mấy em nhiều nghe. Nó đâu hướng dẫn gì nhiều, thở vào thở ra, đi tới đi lui. Và nếu chúng ta chia sẻ với nhau một cách đó là nội bộ nhất, rất là chân tình, thì các vị hình dung rằng người ta cũng làm ăn đó. Mở qua tu, Mỹ nó tới, nó đóng tiền nhiều lắm nghe. Một tuần lễ đâu ít tiền, và nói một tuần lễ cho qua, nhưng mà 3 ngày tu thôi, đóng tiền là dạy ảnh tu cái gì, đi tới đi lui, sắt gọt, nấu ăn, chùi rách rung, quét nhà. Và học pháp thì học thở vào thở ra chứ học cái chi, đâu có phải đem kinh văn A Hàm Bát Nhã khắp qua niết bàn gì nói cái chuyện trên trời mây đâu. Thế nhưng mà mình để ý rằng là cứ mỗi một mùa tu như vậy thì cũng mấy cái anh chàng Mỹ đó lại lương cơm từ các tiểu bang xa, có khi từ bên Canada, bên Pháp chạy qua. Tiền đâu ít, để học cái chi? Để học thở vào thở ra, để học đi tới đi lui, để học sát không con. Nhưng mà cái nguồn tài chính người ta thưa các vị rất ổn định. Còn chúng ta đi làm ăn cái kiểu của mình cò con, thứ hai cực quá, vất vả vô cùng, không cao quý bằng người ta. Người ta dạy cho người Mỹ tu bằng cách nó đem tiền nó cho mình, mà dạy nó đi tới đi lui, nó làm việc cho mình, không phải cao quý thôi. Và cái điều đáng nói ở đây là họ tu 3 năm thôi, chứ có phải là mấy chục năm học pháp gần chết như chúng ta đâu. Thì các vị dung rằng là truyền thống Nam truyền tự hào rằng pháp môn này cũ nhất, xưa nhất, nhưng mới nhất là do vì tuệ giác của Như Lai, đó là tuệ giác siêu thế. Pháp Ngài chế không phải là chế cho một vùng văn hóa, một số dân cư, một quốc gia, mà Pháp Ngài dạy là cho chúng sinh trên hành tinh này. 26 thế kỷ đi qua vẫn mới tin. Ai có niềm tin với điều này, đi vào pháp hành trì, chỉ cần thở vào thở ra thôi, thì các vị đã có khả năng loại trừ cái tâm buồn phiền, tâm ưu tư, tâm trống trải, tâm cô đơn. Khi có pháp hành trì là cái điều tự nhiên xảy ra, là các vị sẽ không có một phút giây nào gọi là trống vắng, cô đơn. Tại sao tôi buồn quá, tôi cần người bạn bè, tôi cần nói năng với người, tôi cần phải có ai giao tế, có niềm vui, dường như tất cả chuyện đó bốc hơi bay mất, chỉ còn lại một pháp hành trì đó nghe. Do vậy cẩn đại các vị thầy, thưa các vị, đều đi vô cửa này. Thậm chí cách đây mấy chục năm, năm 72 mình đã chân ngông, mình hồi đó còn thanh niên lắm, chưa biết tu cái gì đâu. Người ta xúi mà ra nó tu thiền và cũng đi ra. Thế rồi ra mấy thầy xúi lên đánh lễ hòa thượng học pháp, ngày giáo cho tu. Mình cứ nghĩ mình tu mà thọ giới rồi là mình học pháp rồi. Mấy ông nói đâu, chưa đâu, thọ giới đúng quy cách là ông tăng thôi, nhưng mà học pháp là chuyện khác, phải lên đánh lễ. Thế là lên. Lúc đó ông cụ còn là thượng tọa, bạch thượng tọa, ngài từ bi dạy cho con để con tu. Ông nói chú từng tu thiền chưa? Dạ con không biết gì là tu thiền. Sài Gòn mới tin ra, mặt mày còn lem lắm bụi thành phố à. Thôi dạ chú làm vậy, hít vô thở ra, đến một,
Hình Phật thở ra đếm hai, đếm tới 10, bỏ, đếm lại. Cứ vậy thôi. Ngoài ra, thì giờ rảnh á, tụng Bát Nhã liên tục cho tôi. Cứ mà Bát Nhã bà làm ra tụng tới, tụng tới tụng lui một ngày, không cần tính bao nhiêu ngàn biến á, tụng cho tâm nó thuần. Thưa đại chúng rằng là mình cũng ham tu lắm, dân nhà quê mà nghĩ rằng chắc cái pháp này mình tu nó có hiệu quả nhất định, cho nên hết sức miệt mài đếm 1, đếm 2, đếm 10, bỏ đếm 1, đếm 2, đếm 10, bỏ. Và 3 tháng sau, bạch thầy con rất là thuần thục, không bao giờ lộn từ con số đếm. Nó thôi, bây giờ đừng đếm nữa, nhìn nó đi vào đi ra thôi. Rồi nghe lời, cố gắng nhìn nó đi vào ra. 3 tháng sau, bạch thượng tọa, bây giờ con đã nhìn hơi thở vào ra. Ông nói thôi giờ đừng tu vậy đó. Mình hơi ngạc nhiên, ủa là sao? Ông nói bắt đầu vào khóa tôi sẽ dạy từ bài kinh Bát Nhã, Quy Sơn Cảnh Sát, dần dần cho tới kinh Kim Cang, chừng đó chú tự biết đường tu, khỏi cần học tôi nữa. Thưa các vị, hóa ra là những bước đầu gạt mình đếm vào đếm ra, nhưng đó là một phương pháp ban đầu để an tâm nha. Và sau này cho tới lúc mình ở đây nhìn các bậc thầy chúng ta hướng dẫn tu tập, mới biết rằng hóa ra đây là một pháp môn của Đức Thế Tôn ngày xưa đã truyền đạt lại, xây dựng một cái nền thiền tập vững vàng. Như mình vừa trình bày, khi các vị nhìn được hơi thở nó vốn vô hình mà nó tỏ tượng như vậy, thì các vị nhìn được từng cái buồn vui của các vị đến đi sinh diệt mất còn phù hư. Và dần dần các vị an trú ngay thể tâm Bát Nhã của chính các vị, tức là thể tâm giác ngộ của ta, Phật của chính ta, tự tâm Di Đà của ta. Tên gọi rất nhiều nhưng nó là vậy, được chung ngay.